Kính thưa quý vị khán thính giả, Hòa Anh Quốc đang đứng tại Oratoire Saint Joseph, đền Thánh Cả Giuse, nơi diễn ra ngày hội ngộ 30 năm người Việt tị nạn đường bộ. Trong những phút tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh và thông tin của buổi gặp mặt tri ân này. Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam đã bỏ nước ra đi. Trên con đường tìm tự do, những hiểm nguy trùng trùng điệp điệp chờ sẵn. Tính mạng và tài sản có thể bị mất trong bất cứ giây phút nào, nhưng những sự nguy hiểm đó đã không giữ được chân đồng bào tị nạn Việt Nam lúc bấy giờ. Và trong những năm tháng đó, thế giới đã kinh hoàng trước làn sóng tị nạn Việt Nam tìm tự do. Và từ đó, hai tiếng Boat People, thuyền nhân, đã được biết đến. Một nỗi tủi nhục cho nhân loại mà nhà cầm quyền Việt Nam cho đến ngày nay vẫn luôn phủ nhận và bưng bít mọi thông tin liên quan. Nhưng những cuộc di tản đau thương của dân tộc Việt Nam chúng ta trốn chạy bạo quyền vẫn là một sự thật hiển nhiên và là một di sản lịch sử mà cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại đã luôn trân trọng, gìn giữ từ khi đặt chân đến bờ tự do. Những kỷ niệm đã được viết thành sách, những kỷ vật liên quan đến cuộc chạy trốn cộng sản và những hình ảnh cho thấy cuộc sống cùng cực của đồng bào chúng ta tại các trại tị nạn. Tất cả những thứ đó nay đang được góp lại và sẽ được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Thuyền Nhân trong một ngày rất gần đây. Đó là tài sản vô giá của đồng bào Việt Nam chúng ta tại hải ngoại mà con cháu đời sau nhờ đó sẽ luôn ghi nhớ giá trị của hai chữ tự do mà ông, bà, cha, chú đã lấy được bằng máu và bằng nước mắt. Trong những năm đầu chật vật với cuộc sống, đồng bào tị nạn Việt Nam chúng ta đã luôn cố gắng để hội nhập vào nhịp sống của xã hội. Đồng bào tị nạn chúng ta đã thành công trên mọi phương diện và hãnh diện vì đã đóng góp vào sự thành công của đất nước đã cưu mang chúng ta. Và giờ đây, chúng ta đã định cư ổn định và đây cũng là lúc mà đồng bào tị nạn Việt Nam đã tổ chức những buổi họp mặt để cùng ôn lại những ngày tháng đau khổ trên con đường tìm tự do. Cuộc hội ngộ người Việt tị nạn đường bộ hôm nay được tổ chức tại Thánh đường Oratoire Saint Joseph là Thánh đường Kính Thánh Giuse. Thật là ý nghĩa vì đây là cuộc họp mặt đầu tiên được tổ chức sau 30 năm định cư. Những người hiện diện tại nơi đây là những đồng hương Việt Nam của chúng ta đã một thời sống chung với nhau trong các trại tị nạn nằm ở biên giới Thái Lan và Campuchia. Những địa danh từ xưa ít được biết đến như Nong Chat, Nong Chen, Nong Samet, Dong Rek. Nhưng khi đồng bào Việt Nam chúng ta đã đến và bị giam giữ tại những trại đó, trong khi chờ định cư tại nước thứ ba, thì những nơi đó đột nhiên trở thành những địa danh quen thuộc đối với cộng đồng Việt Nam đang khắc khoải chờ ngày định cư và cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Ngay cả những thiện nguyện viên làm việc cho những cơ quan từ thiện quốc tế cũng quá quen thuộc với những nơi này. Thưa quý vị khán thính giả, thoát được làn đạn cộng sản, đồng bào Việt Nam chúng ta tưởng đã có được những năm tháng thanh thản chờ ngày định cư. Nhưng ngược lại, chúng tôi đã nghe những câu chuyện thảm thương, đẫm đầy máu và nước mắt của những mảnh đời lưu lạc. Những năm sống trong các trại tị nạn đường bộ, đồng bào Việt Nam chúng ta đã sống cùng cực về mặt thể xác. Thiếu ăn, thiếu uống, nhưng họ lại còn bị ngược đãi, họ trở thành những tù binh bị giam cầm trong các trại tập trung. Thanh niên thì bị đánh đập tàn nhẫn. Phụ nữ thì trở thành những con mồi ngon để thỏa mãn thú tánh của những viên cai ngục Thái Lan.
Đồng bào Việt Nam chúng ta đã phải chịu những ngày tháng cùng cực, sống trong sợ hãi. Bước trở lại về với địa ngục cộng sản thì quả là mất mạng. Nhìn đến trước thì tương lai u tối, không đường thoát. Họ chỉ biết sống trong hiện tại, sống từng ngày, từng giờ, hy vọng thoát khỏi địa ngục trần gian. Nhưng đồng bào thân thương của chúng ta đã không hoàn toàn bị bỏ rơi trong những ngày tháng đó. Thế giới vẫn còn nhớ đến họ và luôn tìm mọi cách giúp đỡ, từ vật chất đến tinh thần. Từ đó, đồng bào tị nạn của chúng ta đã bắt đầu biết được những khuôn mặt, đã dấn thân để phục vụ một cách hoàn toàn vô vị lợi. Họ là những thiện nguyện viên phục vụ trong những hội từ thiện quốc tế. Có người làm việc cho Hội Hồng Thập Tự, và đương nhiên phải nhắc đến những vị tu sĩ công giáo đã một lòng dấn thân cho những người kém may mắn nhất, lúc đó là đồng bào Việt Nam chúng ta tại các trại tị nạn đường bộ. Vào buổi đầu họp mặt, ban tổ chức đã có một nghi thức rất có ý nghĩa là thắp lên những ngọn nến để tỏ lòng tri ân đến những vị ân nhân đã hy sinh phục vụ đồng bào chúng ta trong các trại tị nạn đường bộ. Nhưng giờ này, họ không còn có thể ở lại trên thế gian này để nhận những lời tri ân và tận mắt thấy sự trưởng thành, sự thành công, thành danh của những người đã mang ơn trợ giúp. Một nghi thức đơn sơ nhưng nói lên được tinh thần uống nước nhớ nguồn của đồng bào Việt Nam chúng ta. Mở đầu, ban tổ chức đã có vài lời nói lên ý nghĩa của buổi họp mặt tri ân hôm nay. Hôm nay chúng ta nói là tri ân, cảm tạ. Nó rất bé nhỏ, như những hạt gạo, không đáng so với cái sự hy sinh và thương yêu của các ngài cho chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng các ngài hiểu được cái sự chân thành của chúng ta và sẽ chấp nhận. Có lẽ lời tri ân chân thành nhất của chúng ta đối với các vị ân nhân là những gì chúng ta nhận được từ các ngài, chúng ta biết chia sẻ lại cho những người khác. Những người hiện giờ vẫn còn đang sống trong tình trạng khó khăn, gian nan, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tiếp theo đó, Thượng tọa Thích Thiện Tâm đã thay mặt mọi người hiện diện có những lời mở đầu buổi hội ngộ. Ông đã nói sơ qua về hoàn cảnh của đồng bào tị nạn lúc bấy giờ như sau. Kính thưa quý vị, thời gian qua, mặc dù trong mỗi chúng ta đều có những cái bận rộn với công việc mưu sinh, tạo những sự nghiệp cho bản thân và gia đình. Nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta, ai chắc cũng không thể nào quên được những tháng ngày thừa sống thừa chết trên chặng đường lưu lạc trong vùng biên giới Thái Lan, sau khi tìm cách trốn thoát giữa hai làn đạn để đến bến bờ tự do. Trại tị nạn đường bộ Thái Lan là một trại hình như nguy hiểm nhất trong các trại tị nạn của người lúc bây giờ. Sau bài phát biểu của Thượng tọa Thích Thiện Tâm, phóng viên của SBTN Canada đã hỏi chuyện cùng với ông về con đường tìm tự do bằng cách vượt biên bằng đường bộ. Mời quý vị theo dõi sau đây. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của thầy Thích Thiện Tâm, là một trong những người đã tìm tự do bằng đường bộ. Hoàng Quốc xin được kính chào thầy. Dạ, xin kính chào anh và kính chào khán thính giả của đài SBTN. Dạ. Dạ vâng, xin thầy chia sẻ một trong những kỷ niệm của thầy trong cái chặng đường tìm tự do bằng con đường bộ. Trên chặng đường tìm tự do bằng đường bộ thì chúng tôi thấy nó có rất nhiều những cái cảnh rất là thương tâm. Một số mà khi họ đi với gia đình thì thường thường hay họ bị kẹt, một số người còn lại nhiều khi bị bắt ở trong rừng. Và thành ra chúng tôi thì may mắn là mình đi một mình, độc thân một mình, thành ra mình dễ thoát khỏi những cái chặng đường mà khó khăn đó. Và một cái điều mà chúng tôi bức xúc nhất là khi mà đến trại Thái Lan rồi thì họ đưa chúng tôi vào ở một cái vùng biên giới giao tranh, thành ra thường hay bị pháo kích, bị đạn đại bác vân vân.
họ bắn vào, cho nên vì vậy mà tôi thấy đồng bào họ sống luôn luôn trong cái sợ hãi, mặc dù đến trại rồi nhưng mà cũng sống trong những cái sự sợ hãi. Nhưng mà có một điều mà tôi có một cái kỷ niệm mà đầy ấn tượng ghi nhớ, đó là các cha, những cái vị linh mục đã đến trại tị nạn cũng như một số các vị thiện nguyện như là cơ quan hồng thập tự quốc tế hay là những cái hội công giáo, những vị mà thiện nguyện đã vào trại tị nạn, nó dù đó là một cái vùng giao tranh, một cái vùng mà rất là nguy hiểm, nhưng mà họ đã vào trại để giúp cho đồng bào mình. Và nhất là có một số vị đã tình nguyện đi vào giống như đưa thơ đó, tại vì chúng tôi ở trong trại tị nạn không có cái gì mà quý bằng là khi được gửi lá thơ đi đến cho những người thân nhân của mình, và những người thân nhân liên lạc được với mình thì họ cũng rất là mừng. Thành ra vì vậy mà các ngài nhiều khi mà phải lén lút mang những cái lá thư đi vào trong trại tị nạn, cũng như mang những lá thư ra, có nhiều vị bị bắt, bị đánh đập hoặc là bị hình phạt như là bắt phơi nắng là cái suốt 3-4 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thành ra những hình ảnh đó rất là cảm xúc với tôi trong những cái thời gian tôi sống trong trại tị nạn. Và đồng thời cũng có những cảnh đau buồn khi mà những người thân đến trại tị nạn rồi mà họ bỏ lại những cái người thân yêu của họ mà trên rừng mà họ chưa kịp chôn cất chẳng hạn. Cho nên đó là những cái điều mà tôi là luôn luôn lúc nào cũng có trong người một cái hình ảnh là rất là cảm xúc như vậy. Thành ra mỗi lần mà khi gặp lại anh em cùng trại tị nạn thì ôm lại những kỷ niệm đó, chúng tôi cảm thấy nó bùi ngùi, và vừa mừng nhưng mà vừa bùi ngùi bởi vì nhớ đến những cái kỷ niệm đó. Đúng vậy, tất cả những người Việt Nam tại nơi đây họ đều có một kỷ niệm chung, có lẽ đau buồn nhất trong cuộc đời của họ là những ngày tháng vượt biên bằng con đường bộ. Những nỗi đau trong lòng đó luôn là một vết thương rỉ máu cần được chữa lành. Và những buổi họp mặt như là ngày hôm nay, mọi người có dịp ngồi lại với nhau, kể lại cho nhau nghe về những ngày gian truân. Khi nỗi buồn được chia sẻ thì sẽ vơi đi những khổ đau. Vì lý do đó, những người Việt Nam tị nạn bằng con đường bộ phải có cho được buổi họp mặt hôm nay tại thành phố Montreal. Ông Trịnh Huy Chương đã giải thích như sau. Thưa ông, như vậy tại sao mà thành phố Montreal lại có được sự hân hạnh để mà đón tiếp tất cả những cái vị đã tìm sự tự do bằng con đường bộ vào năm nay? Rất là hân hạnh được tổ chức tại Montreal. Vì Montreal là một cái thành phố đa dạng, mà có rất là nhiều hội đoàn, đặc biệt là các cái hội đoàn công giáo, Tin Lành và những cái tập thể khác nữa, họ bảo trợ rất là nhiều người đường bộ qua những thập niên 80-90. Thành thử là chúng tôi có một cái quyết định là mình hội ngộ tại Montreal lần đầu. Buổi hội ngộ người Việt tị nạn đường bộ hôm nay được tổ chức tại Thánh đường Thánh Giuse Oratoire Saint Joseph. Các cha dòng thánh giá Saint Croix đã cho đồng hương chúng ta mượn rất nhiều địa điểm nơi đây để diễn ra buổi họp mặt. Cũng xin nhắc lại, dòng Saint Croix cũng là một trong những tổ chức đã bảo lãnh rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta từ các trại tị nạn đường bộ sang Canada. Phóng viên của SBTN Canada đã có dịp hỏi chuyện cùng với cha Pierre Dufour, là linh mục dòng Saint Croix, dòng thánh giá. Mời quý vị theo dõi. Tới thời điểm hiện tại, cha đã bảo lãnh bao nhiêu gia đình Việt Nam? Thưa anh, chúng tôi đã bảo lãnh hơn cả ngàn người tị nạn Việt Nam, và chúng tôi cũng đã giúp họ hội nhập vào xã hội, lập gia đình để họ có được một chỗ đứng trong xã hội của chúng ta tại đây. Và sau 30 năm, chúng tôi đã thấy được những người tị nạn Việt Nam giờ đây họ rất là hạnh phúc và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này. Chúng tôi thật là vui vì đã bỏ lại những gia đình Việt Nam đó và luôn mong rằng họ sẽ tiếp tục ở Quebec này trong tương lai.
Tính đến ngày nay, cha có biết tổng chi phí cho tất cả những cuộc bảo lãnh người Việt Nam mà cha và dòng Sanh Khoa đã bỏ ra? Thưa anh, chúng tôi chưa hề nghĩ đến việc tính những điều đó. Chúng tôi chỉ biết làm tròn bổn phận của mình là giúp đỡ những người cần được giúp đang sống chung quanh chúng ta. Việc còn lại để Chúa tính. Việc mà chúng tôi đã làm thật đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều bình an và hạnh phúc, và đó là phần thưởng của chúng tôi mà chúng tôi rất trân quý. Vì thế, chúng tôi luôn tiếp tục chu toàn những bổn phận được giao phó. Hiện nay, tôi vẫn còn đang làm việc tại ngôi thánh đường Thánh Giuse này. Hàng năm, chúng tôi đón tiếp hơn 2 triệu khách hành hương. Họ luôn cần sự tiếp sức của chúng tôi, và chúng tôi vẫn đang tiến bước trên con đường phục vụ tha nhân để giúp họ tìm được hạnh phúc. Và chúng tôi cũng đã có dịp hỏi chuyện cùng với một vị khác, cũng là người Việt Nam tị nạn bằng đường bộ. Ông đến từ California, nước Mỹ. Mời quý vị theo dõi. Các anh cảm tưởng ra sao khi mà gặp lại những đồng hương và những bạn cũ của anh trong những ngày đi tìm tự do? Có thể nói đây là một trong những cái biến cố rất là quan trọng của anh em tị nạn chúng tôi. Từ khi chúng tôi chia tay nhau để lên đường định cư từ 28, 29, 30 năm về trước, thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có cơ hội để gặp lại. Cho nên có thể nói được một biến cố rất là quan trọng. Và mặc dù ở xa, dĩ nhiên là không xa đối với nhiều người từ Thụy Sĩ hoặc là Florida, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng không thể vắng mặt. Bởi vì đối với tất cả các bà con tị nạn có mặt ngày hôm nay gần 300 người, thì chúng tôi nghĩ rằng có một cái mối dây rất là linh thiêng nối kết chúng tôi lại, đã một thời gian từng chịu khổ với nhau trên đường vượt biên tìm tự do. Rồi chúng tôi gặp nhau và sống cùng với nhau trong trại tị nạn, có người thì vài tháng, có người thậm chí như một người bà con của tôi là ở tới 6 năm trời mới được đi định cư. Cho nên có thể nói được biến cố này của một số anh em rất là hăng say để mà tổ chức. Và tôi và người vợ của tôi đến từ California, chúng tôi cảm thấy rất vui và xúc động gặp lại được những người bạn cũ, gặp lại những ân nhân và nhất là những người đã từng một thời gian chịu khổ cực với mình trong trại tị nạn. Và bây giờ thì hầu hết có thể nó đã thành công trong đường đời, trong sự nghiệp. Nhưng mà chúng tôi vẫn cảm thấy rất là yêu quý nhau bởi vì đã cùng lớn lên từ trong một môi trường phải nói rất là cùng khổ. Nhưng mà chúng tôi đã gặp được lòng thương, tình bác ái của rất nhiều người ngoại quốc đến giúp đỡ. Và tôi thiết nghĩ cái tấm gương của những người như Linh Mục Thomas Dunleavy hoặc là cô Martin Bocan đến từ Thụy Sĩ chẳng hạn là những cái tấm gương rất là tuyệt vời để trong đời sống của chúng tôi đừng quên những người nghèo khổ hơn mình và cố gắng giúp đỡ họ. Buổi họp mặt đầu tiên của những người Việt Nam tị nạn cộng sản đã trốn chạy chế độ tàn ác bằng con đường bộ đã thành công một cách tốt đẹp. Mọi người đã gặp lại nhau, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn từ những ngày quen biết trong các trại tị nạn ở Thái Lan. Một buổi gặp mặt tri ân vượt qua tất cả những hàng rào, tôn giáo và chính trị đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tất cả những người hiện diện hôm nay. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau ngày hãi hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta khi quê hương đã bị mất hoàn toàn vào tay Cộng sản, đồng bào ruột thịt đã tìm mọi cách để trốn tránh sự thống trị độc tài, tàn ác của Cộng sản trên quê hương. Vượt biên bằng mọi cách, lao ra biển, trốn vào rừng sâu, đánh đổi sự tự do bằng chính mạng sống của mình. Và ngày nay, những người tị nạn Cộng sản, chúng ta lại có dịp gặp lại nhau để cùng ôn lại những ngày tháng khốn khổ tại quê nhà và cùng tri ân những tấm lòng đã rộng mở đón tiếp chúng ta ngay từ đầu những ngày định cư.
phóng viên của SBTN Canada, Hòa Anh Quốc tường thuật từ thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada.